Tập 3. Con đồng ý. Phụ Dương, con đồng ý đi lấy phệ thần kiếm. Sao hả? Con đã nghe thấy mọi người nói chuyện à? Con nghe rõ từ đầu rồi. Con có biết đánh thức phệ thần kiếm sẽ có hậu quả như thế nào không? Nếu như muốn đánh thức phệ thần kiếm, nguyên khí sẽ bị tan hết. Lại đây. Thích à? Vừa rồi Phụ Dương đứng ngoài chiến trường xem chút để giao con cho quả diệt. Chẳng lẽ trong lòng con không trách Phụ Dương sao? Con không trách Phụ Dương. Tại vì Phụ Dương làm như vậy là vì băng tộc, cũng vì tránh khỏi trận chiến, không muốn sinh linh đồ tháng. Nhưng mà con có một điều kiện. Điều kiện gì? Về chuyện này không nên cho sách ca ca của con biết và mẫu thân nữa. Để Phụ Dương nghĩ lại. Thích Dương tử, với linh lực hiện có của ngài hoàn toàn không dám nắm chắc được. Như vậy càng tốt. Hy sinh một Dương tử vô dụng nhất trong băng tộc, đánh thức cây bảo kiếm nhất định thắng. Còn riêng tôi đây, từ tội đồ khơi dậy chiến tranh của hoàng tộc, trở thành đại anh hùng. Phụ Dương, đây là cách lưỡng toàn hay nhất. Phụ Dương, cho con được toại nguyện đi. Cầu xin bệ hạ cho Dương tử được toại nguyện đi tới vô đế quyệt đánh thức phệ thần kiếm. Mong người cho Dương tử đánh thức phệ thần kiếm. Mong người cho Dương tử đánh thức phệ thần kiếm. Anh không thích. Có. Bổn Dương ra lệnh cho con đi đánh thức phệ thần kiếm. Tuân lệnh. Đây là lãnh địa của băng tộc, các người tới đây làm gì? Chờ một lát, ta biết đường hầm đi tới Nhẫn Tuyết Thành Bảo. Chỉ cần các người không giết ta, ta sẽ dẫn các người đến đó. Mẫu thân, tại sao con lại ở đây? Mẫu thân, con chờ mẹ dùng cơm đó. Con nghĩ cả ngày nay mẹ đã mệt rồi, cho nên đã chuẩn bị một số quả của băng hà hoa cho mẹ ăn tẩm bổ. Mẹ không sao chứ? Mẹ không sao, ai có thể làm gì mẹ chứ? Ngược lại Phụ Dương của con đối xử với con như vậy. Con có bị thương ở đâu không? Con không sao. Mẹ coi, con hoàn toàn không sao. Sách ca ca bảo vệ cho con rất tốt. Sách ca ca của con anh dũng hơn mẹ nhiều đó, nên lúc nào con cũng đi theo sau cậu ấy. Bây giờ về báo bình an với mẹ. Con có biết mẹ lo lắng cho con lắm không? Mẫu thân, mẹ biết trên thế gian này con thương mẹ nhất. Thương hơn sách ca ca của con luôn hả? Mẹ là người mẹ con thương nhất. Ca sách ca ca là người con thương nhất. Con lém lĩnh quá.
Con vẫn chưa trưởng thành mà đã biết dùng lời ngon tiếng ngọt rồi. Ta cho con biết tay nè, lém lĩnh quá đi. À, lém thân, lĩnh hả? Mẫu thân. Mẫu thân. Mẫu thân, sợi dây chuyền của mẹ tại sao lại phát sáng vậy? Lại là quả diệt. Mình cần phải quyết định ngay thôi. Đâu có chuyện gì đâu, do con qua mắt nhìn lầm thôi. Vậy chúng ta mau ăn đi. Lát nữa con còn phải mang quả băng hà qua cho ca sách ca ca ăn đó. Hay là như vậy, con mang cho sách ca ca trước đi. Mẫu thân muốn nghỉ ngơi một lát. Nhưng mà con muốn ăn chung với mẹ. Ngày mai mẹ sẽ ăn chung với con, có được không? Ngày mai hả? Ngày mai có còn cơ hội không? Con cứ yên tâm. Cho dù ngày mai băng tộc bị quả tộc hủy diệt, mẫu thân cũng sẽ bảo vệ an toàn cho con. Nên ngày mai chúng ta sẽ ăn cơm chung. Vậy cũng được. Mẫu thân, con phải đi khỏi đây. Mẹ nhất định phải tự chăm sóc mình nha. Hẹp hòi cho con quá. Xưa nay con bị mọi người coi thường, rồi đây tháng ngày tốt đẹp sẽ đến với chúng ta. Con tin mẹ đi. Dương Tử, Thích Dương Tử của tôi giao cái này cho ngài. Nói đâu, Thích Dương Tử đã đi khỏi rồi. Chừng này nó còn giận tôi sao? Huynh ngốc lắm, huynh đã mệt như vậy rồi còn đòi làm cố. Có thật là huynh phải chịu đựng cho đến hết linh lực mới dừng tay không? Chờ khi để lấy được phải thần kiếm, huynh không cần vất vả như vậy nữa. Thì ra là ca ca đang thổi ống tiêu. Ta mới đi khỏi thành bảo được một buổi chiều thôi, sao đây lại đánh nhau với những đứa bé khác vậy? Trời ơi, tại huynh hết đó. Rõ ràng chúng ta hứa với nhau sẽ cùng nhau vào rừng chơi. Rốt cuộc đột nhiên huynh nói là không đến được. Nếu không, để đâu có đánh lộn, đâu có gặp bọn họ. Xin lỗi đệ. Hôm nay ta đổi ý là vậy đi tìm nó nè. Ống tiêu. Đây là ống tiêu thần kỳ. Không tin để cứ dậy thử xem. Tự nó biết diễn tấu, thật là khó tin. Đây đừng có xem thường nó. Ống tiêu này được làm bằng nhất diệp trúc. Tên nhất diệp trúc đó, đó là trên một cây băng trúc chỉ mọc có một lá thôi. Không cần biết cách bao xa, chỉ cần thổi chiếc lá này, cây tiêu sẽ vang lên. Hay thật đó. Tặng cho đệ nè. Đệ không lấy lá trúc, đệ chỉ lấy ống tiêu thôi. Tại sao vậy? Như vậy, cho dù chúng ta có cách xa ngàn dặm, chỉ cần huynh thổi lá trúc, bất cứ bằng mọi giá để sẽ tìm huynh. Ca, lần này đệ không thể đi tìm huynh nữa. Tại vì đệ sợ gặp được huynh thì không đủ can đảm đi lấy phệ thần kiếm nữa.
Nếu như đệ có thể bình an trở về, nhất định sẽ nói lời xin lỗi với huynh. Tạm biệt ca ca. Đi. Chờ một lát. Bên phải, bên phải kìa. Cô định làm gì? Ta hình như ta nhớ lộn rồi. Hình như đi bên trái. Bên trái. Trời đã sáng rồi, rốt cuộc lối vào đâu vậy? Đã nói lối vào nhất định rất kín đáo rồi, giá lại thường xuyên thay đổi. Không may vào nhầm lối khác, xa vào bẫy của họ. Lúc đó đừng trách ta nha. Suốt cả đêm qua cô cứ đi vệ sinh, đi nhà xí. Có phải cô gạt huynh đệ chúng tôi không? Không phải. Lại dối. Không phải thật mà. Ta đang chờ thái đầu của ta đó. Thái đầu? Ờ. Cái đầu cô thì có. Là thái đầu thật mà. Ý, ngươi xem, nó đến rồi kìa. Thái đầu, chúng ta đi. Dạ. Vô đây động đây rồi. Tất cả nghe đây, không muốn vào trong, tôi cho mọi người thêm một cơ hội. Bây giờ bỏ đi vẫn còn kịp. Chúng tôi thề chết đi theo thích dương tử. Tốt lắm, chúng ta đi vô. Chúng thành viên của hoàng thất băng tộc có thể võ nghệ cao cường, không chịu sự ảnh hưởng của mảng băng tan chảy, là vì có thánh vật của thượng cổ tiên tổ Xá Di, có ban nhược niệm châu gia trì. Băng tộc tháo rời niệm châu làm thành 4 cái ma kết quả: một đôi bà sa nhĩ châu, một sợi tỉ ngạn luyện và một chiếc vô lượng giới. Những thánh vật đó có thể tăng cường phép thuật cho người sở hữu. Chiến sự tiền phương có thay đổi, mọi người tiếp tục chống chọi đi, tôi qua đó xem sao. Dạ. Thank you.
Con trai. Con trai. Con trai. Con trai của tôi. Dương Tử. Dương Tử. Dương Tử. Tướng quân. Ừ. Đã chuẩn bị tới đâu rồi? Đã chuẩn bị xong rồi. Tôi và 20 vị đại thần sẽ thề chết bảo vệ Ca Sách Dương Tử rời khỏi Băng Thành. Cô nói như vậy là sao? Tại sao lại hộ tống tôi rời khỏi Băng Thành chứ? Bệ hạ có lệnh, thuộc hạ phụng lệnh lập tức đưa Ca Sách Dương Tử đi tới phạm giới tìm kiếm Lục Diệp Băng Tinh, đắp lại màn băng, rồi chờ cơ hội thích đáng trở về đánh bại quả tộc. Không, tôi không làm được. Tôi phải quay về cứu họ đây. Dương Tử, ngài không đi được. Dương Tử, thuộc hạ cầu xin ngài. Ngài là vị Dương Tử có biệt tài phép thuật cao nhất của băng tộc chúng ta trong 100.000 năm qua. Bây giờ băng tộc chúng ta đã thất thế rồi. Bệ hạ đã giao trách nhiệm nặng nề này cho ngài, ngài phải xem trọng đại cuộc. Băng tộc chúng ta không thể không có người nói giỏi. Thích đâu? Anh không thích ở đâu? Dương Tử, Thích Dương Tử đã vào đế quyệt lấy phệ thần kiếm, đến giờ vẫn chưa có tin tức. Dương Tử, ngài định đi đâu? Chỉ cần lấy được phệ thần kiếm, băng tộc sẽ có hy vọng. Chưa tới phút cuối cùng tôi không bỏ cuộc đâu. Kiệp Thuyên, chuyện này tôi giao cho cô. Ừ. Dù Kiệp Thuyên có chết cũng sẽ vì Dương Tử mở ra một con đường máu. Chúng tướng sĩ thề chết bảo vệ băng tộc, xông lên! Đừng cử động, nhanh lên, mau rút lui. Thắng bại đã rõ, mau xua tay chịu trói. Tất cả không được manh động. Phụ nhân hậu hậu, ta lỗi cho hậu bất hiếu. Đã đến lúc bổn vương phải kết thúc mọi chuyện rồi. Mọi người mau lui xuống đi. Diễm Trạm, à,
Băng Dương, nếu người phá kết giới của bổn Dương, chỉ có thể làm cho con cái của người tan thành mây khói, sẽ chết thê thảm hơn nhiều. Quả gì? Ta là Tam Giới Chi Dương, có chuyện gì cứ nhắm vào ta, đừng làm hại con cái ta. Đường đường Tam Giới Chi Dương Băng Dương mà cầu xin ta hay sao? Quả Dương, xin ngài hãy tha cho con cái của tôi. Được, Quả Dương, ta xin ngài hãy tha cho con của ta. Được thôi. Chỉ cần hỏi Quy Thuận Quả Tộc, đích thân giết chết ngươi ngay trước mặt phụ vương ta, thể hiện lòng trung thành, phụ vương ta sẽ tha cho họ. Quả gì? Ngươi là kẻ điên cuồng. Ngươi kêu ta sát hại cha mẹ ruột của mình, thà ta chết đi còn hơn. Sắp chết đến đây còn làm cố sao? Ca ca, phụ vương, hãy cho họ biết tay ngay đi. Đợi đã, ta cảnh cáo các người, chỉ cần ca ca ta ra lệnh, những người trong băng tộc sẽ chết vì mũi tên xuyên qua tim. Ta khuyên các người hãy mau chóng đầu hàng đi. Quả Diệt, xin hãy tha cho đệ đệ ta, ta chấp nhận chết thay cho nó. Giết ngươi à, đâu có ý nghĩa gì. Có phải ngươi muốn cứu đệ đệ của ngươi không? Vậy ta chơi với ngươi một trò chơi. Nếu ngươi giết vợ của ngươi, ta sẽ tha cho đệ đệ của ngươi. Ngươi vợ thôi mà, chết rồi có thể lấy người khác, còn đệ đệ thì khác, tự ngươi quyết định đi. Chú cung, chàng hãy giết thiếp đi. Giết thiếp rồi, thiếp đồng ý chàng lấy vợ khác. Thiên Ảnh, sao nàng lại nói vậy? Ngoài nàng ra ta sẽ không lấy ai khác đâu. Được nghe chàng nói như vậy thì kiếp này thiếp đã mãn nguyện lắm rồi. Đợi đã, tôi sợ chết, và tôi không muốn cho chồng mình giết chết. Quả Dương, tôi đầu hàng, thần phục dưới chân của ngài. Thiên Ảnh, đừng mà. Đại tổ, đừng mà. Đàn bà của băng tộc đúng là vô dụng. Có lý lắm rồi. Đừng ra tay quá nhanh, ta muốn thấy họ chết dần chết mòn cơ. Phụ Dương, mẫu hậu, bắt đầu từ ngày con lấy chú cung, các người chưa từng coi con là con dâu của mình, mà coi con như là con gái ruột thịt. Thiên Ảnh, đừng mà. Hôm nay con xin lỗi. Chú cùng Thiên Ảnh, Nam Tinh, Địch Quan, Tuyết Mật, phụ vương có lỗi với các con, nhưng các con là niềm kiêu hãnh của phụ vương. Tất cả mọi người trong băng tộc đều sẽ ghi nhớ tên của các con.
các con dùng tên của mình nói cho sinh linh tam giới biết bảo hành của Quả Vương. Nhưng mà các con yên tâm đi, các con sẽ không chết oan đâu. Miễn sao chỉ còn một người tồn tại, cho dù là trăm ngàn năm sau, băng tộc vẫn sẽ nuốt chửng ngọn lửa thôi. Đây chính là phải thần kiếm. Ta bị nhốt đã lâu, rốt cuộc đã thoát ra rồi. Người chính là tế phẩm của ta. Ta thấy người nôn nóng lắm đó. Thả ta ra. Hãy cho tế phẩm vô vào sức sống. Tốt lắm, nguyên khí như vậy mới có lý chứ. Ngươi cần nguyên khí của ta thì phải đồng ý với điều kiện của ta, giúp đỡ băng tộc đánh bại Quả Vương. Ta hứa với ngươi, nhưng ngươi phải cho ta hút nguyên khí trước đã. Lại đây. Không được, ngươi thiếu mất mùi vị gì đó. Mùi vị gì? Mùi vị hoảng sợ. Mùi vị đó chính là gia vị ngon nhất. Cho ta biết chuyện gì mới là chuyện ngươi sợ nhất.
lại làm như vậy? Chị... Ca, huynh không thể bỏ đại mà đi. Đại đã mang theo phải thần kiếm đến cứu huynh nè. Ca đừng bỏ đại mà. Ca ca. Ca. Huynh đừng bỏ đại mà. Ca ca đừng bỏ rơi đại mà. Quả diệt ta mới thật sự là vua của tam giới. Ta thích nhất là nguyên khí của những kẻ tràn đầy khủng hoảng đó. Ca, huynh không thể chết được. Nguyên khí của những kẻ đầy khủng hoảng thật là quá tuyệt vời hả? Chết rồi. Đi thấy sao rồi? Ca, huynh chưa chết sao? Ca, huynh. Ngươi đã làm gì để đệ của ta? Ta chỉ giúp hắn thêm chút gia vị thôi. Khắc Thác, ngài mau đưa anh công thích rời khỏi chỗ này đi. Dương Tử, ngài phải ghi nhớ mệnh lệnh của bệ hạ, tuyệt đối không để xảy ra sự cố gì. Không được, tôi cần phải lấy được về thần kiếm mới có thể cứu vãn băng tộc. Kiếm Linh, hôm nay ta sẽ là thế phẩm của ngươi. Lại đây. Có lý đó. Ca, huynh quay Dương lại tử. Đi Dương Tử. Ca, huynh mau quay lại. Đại mới là thế phẩm. Ngài không thể nào chết được. Huynh quay lại đi. Ca. Dương Tử, Dương Tử. Ca. Ca. Dương Tử, ngài không sao chứ? Tôi quản lý về thực kiếm. Dương Tử, ngài đừng nên qua đó. Chỗ này sắp sụp đổ rồi, chúng ta mau thoát đi. Không được, tôi nhất định phải lấy về thần kiếm. Dương Tử. Ca, huynh không đi đại cũng không đi. Thích à, thoát mau đi. Dương Tử, nếu chúng ta còn ở đây đều sẽ chết tại đây thôi. Ca. Ca, huynh mau thoát đi. Đi, đi mau. Dương, Ca Sách đâu? Họ đến vô đế quyệt để lấy phệ thần kiếm. Cho bốn Dương bắt được Ca Sách ngay trước mặt mọi người, từ từ hành hạ hắn đến chết. Vậy mọi người sẽ biết băng tộc đòi phục hưng là chuyện mãi mãi không thể. Có lẽ bốn Dương sẽ đổi ý, bắt bọn họ nộp mạng. Mau đến vô đế quyệt để tóm cổ về đây cho ta. Dạ. Dạ. Dương Tử, chúng ta thoát mau, đi. Đuổi theo. Hey!
Tôi sẽ cầm máu cho cô, rồi đưa cô đi khám ảo du sư. Chỗ đó quá nguy hiểm, ngài thoát mau đi. Có thoát thì thoát chung. Ngài vẫn hiền lành như trước. Ca Sách Dương Tử, ngài nghe tôi nói, tất cả dương tử và công chúa trong cung đều đã bị giết. Ca Sách, vị dương tử tôn kính của tôi, ngài nhất định, nhất định phải sống cho thật mạnh khỏe. Tôi hứa với cô. Kiệt Thuyên, Kiệt Thuyên, Kiệt Thuyên, Dương Tử, chúng ta đi mau.